Võ thần chúa tể thuyết minh tập 1872 U minh đại đế cười lạnh nói, chỉ ngươi này đức hạnh, cũng không ngắm nghía trong gương, điểm nào nhất giống như tứ cực đại đế đứng đầu. Không có điểm tự mình biết mình đồ đạc. Thập điện diêm đế đen thui mặt tức khắc tức đến vẻ mặt trắng bệt, ngươi. Ta cái gì ta? U minh đại đế dễu cực nói, không sai, bản tọa trước đó thật là đi qua vĩnh kiếp nghiệt hải, bất quá lão tử đi qua chính là vì đoán được ngũ nhạc minh đế âm mưu, năm đó bản tọa ngã xuống, chính là ngũ nhạc minh đế đồ chó này cùng diêm phách nhóc con cấu kết, trong bóng tối đem bản tọa hành vi nói cho diệt không đại đế, lúc này mới đưa tới bản tọa bị dương gian cường giả vây giết. Cái gì? U Minh đại đế lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi biến sắc, ào ào nhìn về phía ngũ nhạc minh đế. Năm đó U Minh đại đế ngã xuống, dĩ nhiên là ngũ nhạc minh đế trong bóng tối hãm hại. Chuyện này, tuyệt đối là một kinh thiên tin tức lớn. Còn không hết. U Minh Đại Đế tiếp tục cười lạnh nói, lần này ta may mắn trở lại minh giới, vốn muốn tìm minh nguyệt nữ đế thay bản tọa giữ gìn lẽ phải, nhưng còn chưa kịp hồi hoàng tuyền sơn, liền nghe được minh nguyệt nữ đế dĩ nhiên tại năm đó một sau không bao lâu liền thất tung, ta tức khắc cũng cảm giác được không thích hợp. Hừ. Minh Nguyệt nữ đế là ta U Minh đời này bội phục nhất cường giả, năm đó cho nên ta cam nguyện làm tứ cực đại đế một trong, cũng là bởi vì kính nể Minh Nguyệt nữ đế, liền để cho ta U Minh xưng hô nàng một tiếng đại tỷ ta cũng cam tâm tình nguyện, nhưng cường giả như vậy dĩ nhiên thất tung, ta trước tiên liền hoài nghi người này cũng là bị Ngũ Nhạc Minh đế cho ám hại. Ầm. Khắp nơi rung động. U Minh đại đế hoài nghi, để bốn phía không khỏi ào ào náo động ngũ nhạc minh đế sắc mặt tái xanh, cắt gao nhìn chầm chầm U Minh Đại Đế. U Minh Đại Đế lo đỉnh, tiếp tục nói, sở dĩ ta mới có thể trước trước tiên trong bóng tối đi vĩnh kiếp nghiệt hải, chính là vì biết rõ Minh Nguyệt Nữ Đế thất tung chân tướng. Ai biết, quả nhiên để cho ta tại vĩnh kiếp nghiệt hải phát hiện một vài thứ. Nói đến đây, U Minh Đại Đế tức khắc cười nhạt nhìn về phía ngũ nhạc Minh Đế, ngũ nhạc, ngươi có biết ta phát hiện cái gì? Mọi người nghe vậy, Nội tâm ào ào khiếp sợ không thôi, từng cái hít khí lạnh. U Minh đại đế ý tứ này, là Minh Nguyệt nữ đế thất tung cũng cùng Ngũ Nhạc Minh đế có liên quan. Hơn nữa còn tìm đến một ít chứng cứ. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người ánh mắt đều thẳng nhìn về phía Ngũ Nhạc Minh đế, so với U Minh đại đế, Minh Nguyệt nữ đế tại Minh giới địa vị và danh tiếng quả thực mạnh quá nhiều, có thể nói, Minh giới rất nhiều cường giả đều chịu được đến qua Minh Nguyệt nữ đế ân huệ. Nếu như Minh Nguyệt nữ đế thất cung thật cùng Ngũ Nhạc Minh đế có liên quan, một khi tin tức truyền ra, toàn bộ Minh giới đều muốn rơi vào trong chấn động. Ngũ Nhạc Minh đế sắc mặt tái xanh, lạnh giọng nói, "U Minh đại đế, ai biết ngươi phát hiện cái gì?" Tiếp đó lại muốn hãm hại bản tọa. "Minh Nguyệt nữ đế năm đó thất cung chúng ta căn bản không người biết, ngươi là cho mình tranh luận, lại vẫn muốn vu oan cho ta." Nói đến đây, ngũ nhạc minh đế trong con ngươi đột nhiên thoáng qua vẻ dữ tận lúc này ngươi còn muốn hãm hại bản tọa nếu như thế bản tọa trước hết bắt ngươi lại nói giọng nói rơi xuống căn bản không chờ u minh đại đế mở miệng ngũ nhạc minh đế đột nhiên nhảy tới trước một bước trong nháy mắt hướng về phía phía trước u minh đại đế hung hăng đánh tới căn bản không có nửa điểm lưu thủ ngũ nhạc minh đế rất rõ ràng bản thân mấy năm nay làm cái gì u minh đại đế trong khoảng thời gian này trong bóng tối bày bố ai biết nắm trong tay của hắn chứng cớ gì, tuyệt không thể để cho hắn cho có cơ sẽ nói ra. Nghĩ tới đây, ngũ nhạc minh đế trong lòng nanh ác càng sâu, hắn giơ tay chính là từng đạo to lớn sơn nhạc hư ảnh bao phủ thiên địa, những này sơn nhạc mỗi một tòa đều ngưng tụ khủng bố sát ý, như theo minh giới thái cổ trong vận chuyển đi ra một dạng, phía trên hiện lên rất nhiều kim thạch văn lộ, mỗi một đạo kim thạch văn lộ đều tản mát ra kinh người khí tức, cả kinh bốn phía tất cả đại đế ào ào lui lại, từng cái sắc mặt kinh hãi. Chỉ thấy này tất cả sơn nhạc tại trong hư không cấp tốc quán trú tổ hợp, lại là cấp tốc tạo thành một mảnh kéo dài mênh mông sơn mạch, này mênh mông sơn mạch hóa thành một mảnh mênh mông thiên uy, hướng về phía phía dưới u minh đại đế chính là rầm rầm giáng xuống. ầm Hư không sao động, toàn bộ hoàng tuyền sơn đất trời bốn phía kịch liệt trung động cấp tốc xuất hiện từng đạo kinh người vết nứt. Đây là Ngũ Nhạc Minh Đế bản mạng minh bảo, Tam Thiên Minh Nhạc ấn. Hắn liền loại bảo vật này đều thả ra ngoài, Ngũ Nhạc Minh đế hắn điên sao? Tất cả Minh giới đại đế một cái mặt sắc kinh hãi, không khỏi hoảng sợ nhìn về phía trước. Tam Thiên Minh Nhạc ấn, nghe đồn là Minh giới mở ra lúc chỗ lưu truyền tới nay Minh bảo, vật này sau bị Ngũ Nhạc Minh đế lấy được, tế luyện thành hắn bản mạng Minh bảo, cũng là hắn về sau trở thành tứ cực đại đế trọng yếu bảo vật. Vật này ra, hư không đều chấn động cuồn cuộn minh khí che khuất bầu trời, như ngày tận thế tới, một ít tu vi yếu kém đại đế chỉ là xa xa cảm nhận đến cố khí tức này, chính là sự khó thở, tâm trạng rung động. Từ nơi này phóng xuất ra bảo vật, lại cảm nhận ra ngũ nhạc minh đế trấn áp u minh đại đế quyết tâm. Chư vị còn chờ cái gì? Còn không theo ta cùng đem u minh đại đế bắt. Hỏi rõ hắn là thế nào cấu kết thâm viên nhất tộc. Ngũ nhạc minh đế mặt bên xuất thủ, mặt bên phẫn nộ quát. Ha ha ha, Vũ Nhạc Minh Đế, ngươi đây là chó cùng rất dậu, muốn cho ta không cách nào chỉ chứng ngươi. Đáng tiếc, chỉ bằng này, cũng muốn bắt ta U Minh. U Minh Đại Đế cười ha ha một tiếng, thần sắc căn bản không sợ, sau một khắc, thân hình hắn phóng lên cao, đại thủ chợt vung lên. Một tiếng ầm vang, giống như long trời lỡ đất, từ phía dưới hoàng tuyển sơn trong, từng đạo đáng sợ nguy nga trường hà hiện lên, mang theo kinh người khí tức tử vong mênh mông trường hà trùng trùng điệp điệp, lao nhanh về phía trước, như một vùng biển mênh mông, cùng cao vê cút thiên địa kéo dài sơn mạch nháy mắt đụng vào nhau. Trong nháy mắt, sơn băng địa liệt, hai cổ lực lượng kinh khủng va chạm, kinh người sóng xung kích quét sạch ra, trừ hoàng tuyển son chỗ, trong phạm vi 10 triệu dặm hư không tất cả đều rung động thành phấn vụn. U Minh Đại Đế kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nhoáng lên, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng hắn thân hình lại sừng sững hư không không lùi chút nào kiên nhược bàn thạch mặc cho ngũ nhạc minh đế thế nào thi triển tam thiên minh nhạc ấn đều không thể đưa hắn trấn áp xuống ngũ nhạc minh đế biên sắc khó có thể tin nhìn u minh đại đế này u minh đại đế mới về đến hoàng tuyển sơn bao lâu không ngờ đem khôi phục thực lực đến cảnh giới như thế điều này sao có thể với lại này hoàng tuyển hà nếu u minh đại đế trở lại chỉ là một đạo tàn hồn muốn đem tế luyện cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cũng không đủ thời gian căn bản không có là triệt để luyện hóa. U Minh Đại Đế là làm sao tại ngắn ngủi thời gian ngắn như vậy trong đêm lần thứ hai luyện hóa. Giờ khắc này, ngũ Nhạc Minh Đế tức khắc sắc mặt tái nhọt, hắn như vậy vội vàng động thủ, chính là muốn thừa dịp U Minh Đại Đế không có khôi phục ngay miệng trực tiếp đem bắt, bằng không há lại sẽ tại U Minh Đại để xào huyệt trực tiếp động thủ. Nhưng bây giờ, ha ha ha, ngũ nhạc, đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn không có gì tiến bộ à. Hừ, mưu đồ nhiều năm như vậy, bản tọa còn tưởng rằng ngươi thực lực đề thăng bao nhiêu đây. Hiện tại xem ra không gì hơn cái này, sách sách, sau bản tọa cái này từng xê hết đi ném vũ khí cho nhau cũng mạnh không nhiều lắm. U Minh Đại Đế mặt bên cười nhạt, mặt bên dẫn động toàn bộ Hoàng Tuyền Sơn trong phạm vi tất cả lực lượng, quanh, 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 nơi đây dù sao cũng là hắn trưởng khống nhiều năm địa phương, trong sát na rất nhiều quy tắc lực lượng ào ào phóng lên cao, dung nhập U Minh Đại Đế trong thân thể. Mở. U Minh Đại Đế hét lớn một tiếng, trâu tóc di trương, lại là đem ngũ nhạc Minh Đế thi triển ra tam thiên minh nhạc ấn chợt đẩy lui ra. ầm ầm Lực lượng kinh khủng quét sạch, hướng bốn phương tám hướng sao động, bốn phía dũng động cùng phong mưa rào, tất cả đại đế cường giả thân hình kịch chấn, trong lòng khó chịu tại đây đáng sợ sóng xung kích hạ sai điểm phun ra tiên huyết, từng cái ngạc nhiên nhìn về phía trước. Tứ cực đại đế, khủng bố như vậy, chỉ là một đạo va chạm, lại liền có thần uy như thế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, thập điện diêm đế nhóm cường giả, cũng là ngưng trọng nhìn u minh đại đế đỉnh đầu Hoàng Tuyền Hà, từng cái vẻ mặt âm tình bất định. Hoàng Tuyền Hà Minh giới đỉnh cấp chí bảo, Năm đó U Minh Đại Đế mặc dù có thể trở thành minh giới tứ cực Đại Đế một trong, cũng là bởi vì hắn cái này hoàn tuyền hà chí bảo, vật này nhảy ra tam giới, không ở trong ngũ hành, muốn tại U Minh Đại Đế bản thân hoàn tuyền sơn lãnh địa trong cầm đến dưới, độ khó tuyệt đối không giống bình thường. Một khi U Minh Đại Đế bất chấp lên, tự bạo hoàn tuyền hà, sợ là ở đây vô số cường giả đều phải ngã xuống không ít, trọng thương một nhóm lớn. Lão này khó giải quyết. Thập điện diêm đế ánh mắt lóe lên, nguyên bản còn muốn theo ngũ nhạc minh đế cùng động thủ, bây giờ trong lòng tức khắc có do dự. Thế nào, thập điện diêm đế, người ban nãy cũng muốn động thủ. U minh đại đế quét mắt thập điện diêm đế, giọng điệu tuy là kiêu ngạo, nhưng trong lòng lại là âm thầm thở phào. Nói thật, nếu như thập điện diêm độ cùng ngũ nhạc minh đế đám người không để ý tới đi lên động thủ, bằng vào hắn hiện tại một người, coi như cường thịnh trở lại, cho dù tại chính mình địa bàn, cũng căn bản không có ngăn cản nhiều cường giả như vậy liên thủ công kích. Cũng may, lúc trước mọi người sợ ném chuột vỡ đồ, không có cùng liên thủ. Bất quá, U Minh Đại Đế cũng không có thừa nước đục thả câu, không đợi mọi người phản ứng kịp, cấp tốc tế xuất một hình ảnh, chính là ban đầu ở Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải Kịch Chiến Thái Dương Minh Nữ hình ảnh. Đây là Thái Dương Minh Nữ, Minh Nguyệt Nữ Đế Bộ Hạ Tam Đại Minh Nữ một trong các nàng đây là tại vĩnh kiếp nghiệt hải bầu trời chiến đấu, vây khốn nàng dĩ nhiên là thái âm minh nữ. Chuyện gì xảy ra? Tất cả đại đế con ngươi co rụt lại, nháy mắt thấy rõ trong hình một ít tin tức. Chỉ thấy trong hình thái âm minh nữ cùng một đoàn người liên tiếp chiến đấu, bất quá hình ảnh người khác là mơ hồ không rõ, chỉ có thái dương minh nữ một người cực rõ ràng, mà giờ khắc này thái dương minh nữ thân hình chật vật, cả người ve tết thương chồng chất, đang vẽ mặt trong sắc mặt vô cùng nanh ác bị thái âm minh nữ thi triển từng căng căng màu đen âm lãnh tỏa liên trói lại, kịch liệt dãy dụ. Mọi người ở đây cũng không biết xảy ra lúc nào, liền nghe thái dương minh nữ giống như bị điên, trực tiếp quát ầm lên, xin thỉnh đại nhân hàng lâm, giúp ta phá địch. ầm Kèm theo thái dương minh nữ gào thét rơi xuống, một đạo to lớn thân ảnh theo trong cơ thể nàng trực tiếp hiện ra, cao vút thiên địa, trấn áp cửu thiên thập địa. Thấy một đạo thân ảnh này khuôn mặt sau, tất cả mọi người tại chỗ thẳng quay đầu kinh hãi nhìn về phía ngũ nhạc minh đế này thái dương minh nữ triệu hoán đi ra lại là ngũ nhạc minh đế giờ khắc này tất cả mọi người không khỏi biến sắc thái dương minh nữ chính là minh nguyệt nữ đế bộ hạ tam đại minh nữ một trong trong cơ thể nàng vì sao lại có ngũ nhạc minh đế đại đế ấn ký ngũ nhạc minh đế ảnh xạ phân thân sao ký thác vào thái dương minh nữ trong thân thể liên tưởng trước đó u minh đại đế nói mọi người trong lòng tất cả giật mình chẳng lẽ minh nguyệt nữ đế thất tung thật cùng này ngũ nhạc minh đế có liên quan lúc này mọi người thấy ngũ nhạc minh đế vẻ mặt đều thay đổi chư vị không chỉ có là này thái dương minh nữ còn có bản tọa nghĩa tử diêm phách đại đế từ lâu cùng người này cấu kết với nhau làm việc xấu năm đó bản tọa ngã xuống đều là người này cùng diêm phách đại đế trong bóng tối cấu kết sở trí thậm chí ta minh giới trước đây nhiều lần chiến bại cũng là ngũ nhạc minh đế cố ý làm nên u minh đại đế cười lạnh một tiếng không đợi mọi người phản ứng kịp dĩ nhiên lần thứ hai tế xuất từng bức họa trong hình chính là ngũ nhạc minh đế cùng diêm phách đại đế gặp mặt cấu kết một ít hình ảnh diêm phách đại đế vốn là u minh đại đế bày một đạo quân cờ hôm nay hắn thần hồn dĩ nhiên bị u minh đại đế luyện hóa thôn vệ dùng u minh đại đế tu vi đem diêm phách đại đế trong đầu những hình ảnh này đề luyện ra cũng không phải việc gì khó khăn. Khi mọi người thấy hai người thương nghị một ít hình ảnh sau, nội tâm đều thụ đến trước đó chưa từng có chấn động. U Minh Đại Đế, đế C hết cùng ngũ nhạc Minh Đế có liên quan, Minh Nguyệt Nữ Đế Thất Tung cùng ngũ nhạc Minh Đế có liên quan, thậm chí năm đó Minh Giới cùng vũ trụ hải chiến tranh, ngũ nhạc Minh Đế vì mình lợi ích, đã từng bên trong bày một ít động tác. Bực này vô tình vô nghĩa ti tiện hành vi, đây quả thực là nhân thần cộng phẫn, Minh Giới kẻ phản bội. Trong sát na, ở đây tất cả đại đế đều tức giận nhìn về phía Ngũ Nhạc Minh Đế, từng cái ánh mắt đều nhanh phun ra lửa. Ngũ Nhạc đại đế, ngươi còn có lời gì nhưng nói. U Minh đại đế bá đạo tận trời, ngưng mắt nhìn Ngũ Nhạc Minh Đế. Ánh mắt mọi người dưới, Ngũ Nhạc Minh Đế khóe mắt giật giật, trầm giọng nói, "Chư vị, các ngươi đừng nghe U Minh đại đế ngậm máu phun người." Thái Dương Minh nữ trên thân sở dĩ có bản tọa ấn ký, chỉ là bởi vì Minh Nguyệt nữ đế thất tung sau, nàng đối tương lai mê mang, cho nên chủ động đầu nhập vào bản tọa. Còn Diêm Phách Đại Đế, hừ, Diêm Phách Đại Đế chính là U Minh Đại Đế nghĩa tử, giả một vài thứ, cũng càng không thể. Ngũ Nhạc Minh Đế cười lạnh nói, nếu bản để thật cùng câu kết, U Minh Đại Đế không ở nơi này những năm, này Hoàng Tuyển Hà còn có thể an nhiên ở này. Còn có Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải, hẳn là đã sớm rơi vào bản tọa trong tay. Mọi người ngẩn ra, này Ngũ Nhạc Minh Đế chỗ nói, xác định cũng có một chút đạo lý. U Minh Đại Đế hiếp mắt, nghĩ không ra này ngũ nhạc Minh Đế đầu linh hoạt như thế. Ngũ nhạc Minh Đế cười nhạt mắt nhìn U Minh Đại Đế, tiếp đó hướng về phía thập điện Diêm Đế nói, thập điện Huynh, chư vị, hiện tại vấn đề lớn nhất, không phải năm đó U Minh Đại Đế là làm sao ngã xuống, mà là hắn là thế nào còn sống trở lại minh giới. Mọi người đều biết, năm đó U Minh Đại Đế thân xác băng diệt, thần hồn tiêu tán, cho dù hắn may mắn được sống, Sợ cũng chỉ là một luồng tàn hồn Muốn theo vũ trụ hải trở lại Minh giới cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản Nhưng hắn chẳng những yên ổn trở về Vẫn còn ở tử hải khoái động Thật lớn sóng gió Lại tại vĩnh kiếp nghiệt hải bạo Lộ ra thâm viên khí tức Lại thêm di ma đại đế chết Cùng vu oan cho ta hồn nhạc sơn đạo trường thâm viên tộc nhân Có thể khẳng định U Minh Ngươi mặc dù có thể còn sống quay về Tất nhiên là bởi vì lấy được thâm viên tộc nhân ủng hộ Ẩm uhm ngũ nhạc minh đế nhảy tới trước một bước trên thân nở rộ khí tức kinh khủng lạnh lùng nói liên quan tới điểm này người có phải hay không nên hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ thật tốt giải thích một chút mọi người con ngươi co rụt lại xác định minh nguyệt nữ đế thất tung cùng u minh đại đế năm đó ngã xuống chỉ có thể nói ngũ nhạc minh đế có hiềm nghi mà thôi u minh đại đế lấy ra chứng cứ cũng không thể triệt để xác định ngũ nhạc minh đế chính là hung thủ nhưng thâm nguyên tộc nhân một chuyện, lại chuyện trọng đại, tuyệt đối không thể đơn giản lừa đảo được. Bởi vì cấu kết thâm nguyên, đó là chân chính cùng toàn bộ vũ trụ hải là địch. Giải thích U Minh Đại Đế cười lạnh một tiếng, chân mày cũng là hơi nhíu lại. Cái này ngũ nhạc Minh Đế, khó đối phó A, lúc trước hắn cũng đã nhận được tần trần đưa tin, người này dĩ nhiên tự bạo hồn nhạc sơn đến từ kiểm chứng trong sạch trừ phi hắn có thể xuất ra trước đó tại vĩnh kiếp nghiệt hải chiến đấu lúc ngũ nhạc minh đế phân thân phóng thích thâm viên chi lực hình ảnh nhưng cứ như vậy vô luận là tần trần vẫn là ma lệ cũng sẽ bại lộ mà ma lệ trên thân thâm viên chi lực tương tự sẽ để cho người ta cho là hắn cũng cấu kết thâm viên tộc nhân đây là đã thương địch thủ một nghìn tổn hại tám trăm chiến thuật mấu chốt nhất là xuất ra những chứng cớ kia rất dễ dàng để vĩnh kiếp nghiệt hải trở thành mọi người chú ý tiêu điểm mà chủ mẫu tồn tại quyết không thể để bất kỳ người nào biết này có thể so với cái gì nhằm vào ngũ nhạc minh đế còn trọng yếu hơn nhiều nghĩ tới đây u minh đại đế bất động thanh sắc liếc thập điện diêm đế lúc này tối trọng yếu chính là giành được thập điện diêm đế ủng hộ lấy trước mắt trên sân cục diện ai có thể lấy được thập điện diêm đế ủng hộ ai phần thắng hiển nhiên lớn hơn một chút nếu như hết thảy đều bạo lộ ra diêm ma đại đế dù sao cũng là bị trần thiếu giết chết cứ như vậy thập điện diêm đế thái độ sẽ biến phải thập phần vi diệu. Làm sao? U Minh, ngươi không lời nào để nói sao? Ngũ nhạc Minh đế cười nhạo một tiếng, ngươi có dám nói ra, ngươi vì sao có thể theo vũ trụ hải sống sót trở về? Thì như thế nào có thể theo trong tử hải giết ra? Nếu không có thâm viên tộc nhân cấu kết, ngươi há có thể làm đến điểm này? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về U Minh Đại Đế, muốn nhìn hắn giải thích như thế nào? U Minh Đại Đế cười lạnh một tiếng, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng. Đúng lúc này. Hả? U Minh Đại Đế bỗng nhiên nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, mà ngũ nhạc Minh Đế cùng thập điện Diêm Đế làm như cảm nhận đến cái gì, cũng phút chốc quay đầu, mắt lộ ra tinh mang. ầm ầm. Chỉ thấy nơi xa chân trời, mênh mông hư không bỗng nhiên sôi trào, một đạo khí tức đáng sợ theo hư không phần cuối hướng nơi này điên cuồng cuốn tới, kèm theo đạo khí tức quét sạch, một cái tảng ra vắt ngang vạn cổ khí tức thân ảnh hàng lâm tại đây hoàn tuyển sơn bầu trời. Đạo thân ảnh này vừa rơi xuống, từng đạo đáng sợ để khí tức liền phân tán bốn phía, khi khí tức kinh khủng, áp chế ở đây tất cả đại đế đều sự khó thở, chỉ có tứ cực đại đế cùng số ít mấy cái đỉnh cấp đại đế mới chưa từng chịu ảnh hưởng. Minh tàng đại đế, hắn làm sao tới này? Thấy này hàng lâm thân ảnh, mọi người không khỏi ngẩn ra người trước mắt mọi người cơ hồ đều biết, chính là minh giới lão tốt quỷ minh tàng đại đế. Đối với minh tàng đại đế, minh giới cái nào cường giả không dơ ngón tay cái lên. Nói tu vi, hắn gần với ngũ nhạc minh đế cùng mây đại tứ cực đại đế, nhưng nói tính cách, hắn cũng là minh giới tất cả đại đế trong tốt nhất một cái, thậm chí một ít bình thường đại đế, gặp được phiên toái tìm hắn hỗ trợ, hắn đều không có bày bất kỳ lên mặt. Có thể nói, miệng hắn đi tại minh giới là rõ như ban ngày không người sẽ có nửa điểm không vừa lòng cùng tiếng xấu nhưng minh tàng đại đế mấy năm nay một mực bị điều động trấn thủ tử linh trường hà chưa bao giờ từng rời đi tử linh trường hà hôm nay làm sao bỗng nhiên đi tới nơi này không đợi mọi người mở miệng thăm dò minh tàng đại đế đang rơi xuống sau trên mặt trong nháy mắt lộ ra vô cùng vẻ lo lắng hướng về phía mọi người tại đây lo lắng nói chư vị đại sự không hay tử linh trường hà tử linh trường hà trong. Minh tàng đại đế vẻ mặt trắng bệt, dưới con mắt mọi người, toàn bộ thân hình lại là đang khẽ rung, tựa như gặp được cái gì để cho hắn cực kinh hoảng sự tình xong vậy, để mọi người trong lòng chợt trầm xuống. Minh tàng đại đế chính là minh giới cao cấp nhất đại đế một trong, nên Minh Sơn sụp đổ mặt mà bất động thanh sắc, sao lộ ra như vậy hoảng sợ thần sắc. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, Mọi người trong lòng cơ hồ quên ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế trong ân oán, trong đám người thạch hoang đại đế tính cách nóng nảy, không nhịn được câu mày nói, minh tàng đại đế, tử linh trường hà đến xảy ra chuyện gì? Ngươi ngược lại mau nói A. À. Tử linh trường hà, chính là minh giới mẫu thân hà, trọng yếu nhất bất quá, nếu như tử linh trường hà xảy ra chuyện gì, toàn bộ minh giới đều phải lọc vào tai nạn. Chỉ bất quá tử linh trường hà cực kỳ cường hãn dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng hôm nay minh tàng đại đế thần thái cử động lại làm cho mọi người trong lòng cảm giác nặng nề cảm giác được cực kỳ không ổn minh tàng đại đế ngươi trấn định những tỉ mỉ nói có ta đẳng cấp ở này tử linh trường hà có thể xảy ra vấn đề gì thập điện diêm đế không khỏi trầm giọng nói minh tàng đại đế dường như lúc này mới thấy mọi người cư nhiên đều ở chỗ này nguyên bản có chút nôn nóng thần sắc từ từ hòa hoãn, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy U Minh Đại Đế, trên mặt trong nháy mắt bộc lộ ra ngoài kinh hỷ, U Minh, trước đây quả nhiên là ngươi, nhìn ngươi còn sống đích thực quá tốt, vậy ta cuối cùng yên tâm, bằng không ngươi khi đó nếu như bởi vì ta mà ngã xuống, vậy ta khả năng liền lỗi. Mọi người trong lòng ngẩn ra, Minh Tàng Đại Đế lời này đến có ý gì? U Minh Đại Đế chân mày cũng là hơi nhíu lên lúc này vạn cốt minh tổ ở một bên ánh mắt lóe lên truyền âm nói đại đế minh tàng đại đế nói chẳng lẽ là trước đây trần thiếu đi vào minh giới sau lọc vào công kích một chuyện có khả năng u minh đại đế trong lòng hơi động trước đây xuất thủ đúng là minh tàng đại đế nhưng lực lượng tại sao kém như vậy minh tàng đại đế tử linh trường hà cuối cùng thế nào tại u minh đại đế trong lòng nghi ngờ lúc ngũ nhạc minh đế trực tiếp cắt đứt minh tàng đại đế nói trầm giọng nói. Đây cũng là Minh Tàng Đại đế, đổi lại đại đề, dùng hắn bạo tính cách sợ là trước tiên muốn lên động thủ. Chư vị là như thế này. Minh Tàng Đại đế bừng tỉnh qua đến, vội vàng nói, chuyện này nhắc tới cùng U Minh Đại đế còn có không quan hệ nhỏ. Mấy năm nay ta không phải một mực trấn thủ Tử Linh Trường Hà sao, trước đây một mực bình yên vô sự, nhưng trước đây không lâu Tử Linh Trường Hà bên trong bỗng nhiên xảy ra bạo động dường như có lực lượng gì tại xâm lân tử linh trường hà hạch tâm ta thức tỉnh phía dưới lập tức đi vào điều tra lại phát hiện không hề thuộc về ta minh giới ngoại nhân dĩ nhiên xông vào đến tử linh trường hà bên trong tại phá hoại tử linh trường hà vận chuyển mọi người cả kinh cái gì ngoại nhân chẳng lẽ là thâm viên tộc nhân nghĩ vậy không ít đại đế đột nhiên biến sắc có thể để cho minh tàng đại đế xưng là ngoại nhân lại có thể đi vào tử linh trường hà sợ là chỉ có thâm viên tộc nhân mới có thể làm được tốt u minh đại đế quả nhiên là ngươi cấu kết thâm viên tộc nhân ngũ nhạc minh đế trong lòng mừng như điên nói ngũ nhạc minh đế trên mặt tức giận nhưng trong lòng thì mừng như điên minh tàng đại đế đến dĩ nhiên mang đến thần bổ đao hắn lúc này vẽ mặt cả giận nói chư vị minh tàng đại đế cũng đã chứng thực u minh đại đế cấu kết thâm viên tộc nhân muốn phá hư ta minh giới vận chuyển Hiện tại chư vị còn có lời gì nhưng nói. Ầm. Um. Dứt lời, Ngũ Nhạc Minh đế trên thân nháy mắt bạo phát khí tức kinh khủng, hung hăng trấn áp hướng U Minh đại đế. Người khác cũng đều kinh sợ nhìn về phía U Minh đại đế. Để Thâm Nguyên tộc nhân lẻn vào Tử Linh Trường Hà hạch tâm, đây là muốn hủy bọn họ toàn bộ Minh giới sao? Tuy là Tử Linh Trường Hà cực đáng sợ mênh mông, bình thường Thâm Nguyên tộc nhân không hẳn có thể đem Tử Linh Trường Hà phá hoại nhưng vạn nhất để cho đối phương thành công, toàn bộ minh giới đều muốn rơi vào ngày tận thế trong. Mọi người dưới sự tức giận, U Minh Đại Đế biến sắc, vừa định giải thích, nhưng còn không chờ hắn mở miệng, lại thấy Minh Tàng Đại Đế bỗng nhiên kinh ngạc nói, thâm viên tộc nhân, cái gì thâm viên tộc nhân? Thập Điện Diêm Đế nhìn về phía U Minh Đại Đế cao mày, người nói có người ngoài xông vào ta tử linh trường hà, chẳng lẽ không phải thâm viên tộc nhân? Tự nhiên không phải. Minh Tàng Đại Đế lắc đầu cười khổ nói, là một cái dương gian cường giả. Dương gian cường giả. Mọi người ngẩn ra, ngươi không phải nói chuyện này cùng U Minh Đại Đế có liên quan sao? Minh Tàng Đại Đế nghĩ hoặc nhìn mọi người, là cùng U Minh Đại Đế có liên quan, lên vào tử linh trường hà dương gian cường giả, chính là đem U Minh Đại Đế mang về tên kia. Chẳng lẽ U Minh Đại Đế không cùng chư vị nói hắn là bị một tên dương gian cường giả mang về sao? U Minh Đại Đế có thể theo vũ trụ hải sống sót trở về, là được một tên cường giả mang về, mà không phải cấu kết thâm viên tộc nhân. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn U Minh Đại Đế. Minh Tàng Đại Đế kiến giải, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được. Mà nghe được Minh Tàng Đại Đế nói sau, vạn cốt Minh Tổ cùng U Minh Đại Đế không khỏi liếc nhau, dĩ nhiên nháy mắt hiểu được Minh Tàng Đại Đế theo lời nói là ai. Trần Thiếu, hắn dĩ nhiên đi tử linh trường hà mà không có hồi vĩnh kiếp nghiệt hải. Hai người chân mày hơi nhíu lại, như có điều suy nghĩ. Là, tiểu ma tử người yêu linh hồn liền tử linh trường hà trong, Trần Thiếu từng đã đáp ứng muốn đem hắn người yêu cứu lên, dùng Trần Thiếu tính cách, thật có khả năng trực tiếp đi tử linh trường hà, cứu ra hắn người yêu. Nói như vậy, căn cứ minh tàn đại đế ý tứ, chẳng lẽ là Trần Thiếu tại thay tiểu ma tử vất người yêu thời điểm, tại tử linh trường hà trong xảy ra vấn đề gì? nghĩ vậy u minh đại đế trong lòng tức khắc sợ hãi cả kinh dùng trần thiếu thực lực bây giờ còn căn bản không có tại tử linh trường hà trong kiếm người nếu mạnh như hắn đi kiếm người tất nhiên sẽ lọt vào tử linh trường hà phản vệ bình thường đại đế lọt vào phản vệ ngã xuống cũng liền ngã xuống nhưng trần thiếu người nào vạn nhất trong cơ thể lực lượng bạo phát đưa tới tử linh trường hà vận chuyển xảy ra vấn đề u minh đại đế vẽ mặt tức khắc biến phải nghiêm túc hắn nghiêm trọng hoài nghi minh tàng đại đế theo lời nói tử linh trường hà xảy ra vấn đề có thể là tần trần làm nên lúc này ở nghe được mọi người nghị luận sau minh tàng đại đế trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc thần sắc u minh đại đế cấu kết thâm uyên tộc nhân mới về đến minh giới điều này sao có thể chứ u minh đại đế trước đây trở lại minh giới bản đế thật đã sớm có cảm ứng đã từng cảm nhận đến hắn là đi theo một cái dương gian cường giả trở về ngươi đã sớm có cảm ứng vậy ngươi trước đây tại sao không có thông tin chúng ta ngũ nhạc minh đế đám người sắc mặt trầm xuống trong lòng tức khắc tức giận mắng lên bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng minh tàng đại đế đã sớm cảm nhận đến u minh đại đế nếu như kịp thời thông tri bọn họ làm sao cho u minh đại đế hồi này hoàn tuyền sơn cơ hội minh tàng đại đế khổ sở nói chuyện cốt bực này bản đế cũng muốn trước tiên nói cho chư vị nhưng khi đó bản đế đang ở bế tử quan trong không cách nào thoát thân cho nên mới không có thể trước tiên báo cho. Chờ bản đế sau khi xuất quan, lại phát hiện tử linh trường hà xảy ra vấn đề, tại phát hiện là U Minh Đại Đế mang đến dương gia người tạo thành ảnh hưởng sau, lúc này mới trước tiên đến đây thông tri chư vị, không nghĩ tới chư vị đều đã tại đây vì U Minh Đại Đế đón gió tẩy trần. Bất quá cũng vậy, U Minh Đại Đế năm đó vì ta minh giới làm ra như vậy đóng góp, nên hoan nghênh chúc mừng một phen. Mọi người nghe khóe miệng không khỏi co quắc thần đặc biệt đón gió tẩy trần, mọi người đều là tới hân sư vấn tội. Ngũ nhạc minh đế sắc mặt tái xanh, minh tàng đại đế như vậy một phá đám, hắn đối u minh đại đế tố cáo còn thế nào tiến hành. Lúc này trầm giọng nói, minh tàng đại đế, ngươi nói u minh đại đế là được một vị dương gian cường giả mang về, mà không phải cấu kết thâm uyên tộc nhân, ngươi xác định bản thân không nhìn lầm. Nói đến đây, ngũ nhạc minh đế giọng điệu biến phải vô cùng nghiêm túc, ta cũng nhắc nhở ngươi, ngươi phải vì mình nói chuyện phụ trách. Tuyệt sẽ không sai. Minh Tàng Đại Đế lắc đầu, giọng điệu khẳng định, trước đây ta trấn thủ tử Linh Trường Hà, đang bế tử quan, bỗng nhiên cảm nhận đến có vũ trụ hải khí tức đi vào minh giới, là một gã dương gian cường giả lẻn vào ta minh giới, ta lúc đó vô ý thức trước tiên liền xuất thủ trấn áp, muốn đem diệt sát. Nói đến đây, Minh Tàng Đại Đế trong giọng nói có một ít ấy nấy, chờ đến ta công kích rơi xuống sau, mới cảm nhận đến đối phương trong cơ thể có U Minh Đại Đế khí tức, muốn ngừng tay cũng đã không kịp, cũng may ta lúc đó bế tử quan, không cách nào thi triển ra toàn bộ lực lượng, mới không có thể đem bọn họ diệt sát, chỉ là đem dương gian người liền động U Minh Đại Đế cùng đánh vào hư không loạn lưu trong. Ta lúc ấy có nghĩ thầm muốn đi giải cứu, nhưng chỗ kia loạn lưu tới gần tử hải lòng giam phụ cận, ta không dám tùy tiện hành động, tiếp ta đang bế tử quan thời khắc mấu chốt, nhất thời không cách nào thoát thân chờ ta phục hồi tinh thần lại thời điểm U Minh Đại Đế cũng đã không thấy tung tích. Cũng may U Minh Huynh không có bị tử hải lòng giam cho hút vào, không những thành công trở lại Hoàng Tuyền Sơn, còn thành công khôi phục Tu Vi, bằng không ta sợ là muôn lần chết đều khó khăn từ tội. Binh Tàng Đại Đế có chút xấu hổ nói. Thì ra là thế, nói như vậy trước đây tử hải đã phát sinh bao động, cũng là bởi vì U Minh Đại Đế duyên có. Tất cả đại đế trong lòng hơi động, như có điều suy nghĩ kết hợp minh tàng đại đế nói cùng minh giới gần nhất một ít tiếng động, mọi người đã mơ hồ có thể suy đoán ra u minh đại đế trở lại minh giới làm sao kính lộ tuyến. Tức khắc có đại đế cười nói, minh tàng đại đế, u minh đại đế cũng không phải là không có bị tử hải lồng giam hút vào, mà là đi vào tử hải lồng giam sau lại yên ổn còn sống đi ra. Minh tàng đại đế giật mình nhìn u minh đại đế, u minh huynh ngươi trước đây thật bị ta đánh vào tử hải lồng giam. Không đúng, điều đó không có khả năng nếu như ngươi thật bị đánh vào đến tử hải lồng giam trong ngươi lại là sống thế nào lấy đi ra tử hải lồng giam mai táng nhưng năm đó một cái cùng minh thần đại nhân giao thủ qua dương gian thần đế mặc dù là cũng đã ngã xuống dùng u minh huynh ngươi trước đây trạng thái cũng căn bản không có chạy trốn ra ngoài âm lời vừa nói ra như long trời lỡ đất nháy mắt dẫn bạo tất cả minh giới đại đế cùng minh thần đại nhân giao thủ dương gian thần đế Minh Tàng Đại Đế ngươi nói cái gì? Có Đại Đế thất thanh nói. Gì, chư vị chẳng lẽ không biết sao? Minh Tàng Đại Đế hồ nghĩ nhìn kinh hãi mọi người, bỗng nhiên làm như nghĩ đến cái gì, chợt nói, ta ngược lại thật ra quên, chư vị không có trải qua kia niên đại, tử hải lòng giam như vậy đáng sợ, là bởi vì trong mai tán một vị dương gian thần đế. Tên kia thần đế tại thời đại viễn cổ mạnh mẽ hàng lâm ta minh giới, đi vào tử linh trường hà làm mưa làm gió, kết quả chọc giận lúc đó Minh Thần Đại Nhân, Minh Thần Đại Nhân tức giận phía dưới cùng giao thủ, song phương đại chiến kịch liệt, cuối cùng bị Minh Thần Đại Nhân chém giết là ở tử hải chỉ địa, mà kia dương gian thần đế sau khi chết thân thể, cũng hóa thành tử hải chỉ địa, sừng sững trăm triệu năm. Truyền thuyết này, Ngũ Nhạc Huynh, Thập Điện Huynh, U Minh Huynh bọn họ cũng đều là có chút nghe thấy. Minh Tàng Đại Đế Hồ Nghi nhìn Ngũ Nhạc Minh Đế đám người. Mà Minh Tàng Đại Đế nói, cũng đã để tại trận tất cả đại đế mỗi cái tâm trạng rung động như cuốn lên sóng to gió lớn nguyên lai tử hải chi địa lại là một vị bị viễn cổ minh thần trảm sát thần đế ngã xuống biến thành thần đế đây chính là siêu việt đại đế cảnh giới tồn tại khó trách tử hải chi địa liền các đại đế đều không thể thoát khỏi sẽ rơi vào nguy cơ chỉ là để mọi người tức giận là ngũ nhạc minh đế đám người cư nhiên đã sớm biết tin tức này hết lần này tới lần khác đưa bọn họ lừa gạt tại trống trong, quả thực có thể hận. Cảm thụ được quần tình mãnh liệt tâm tình, thập điện diêm đế liền biến sắc cười khổ nói, chư vị, liên quan tới tử hải lòng giam căn nguyên, chúng ta cũng chỉ là hơi có nghe thấy, nhưng là không biết thực hư, bằng không nói, chúng ta sao lại mấy năm nay cũng vẹn vẹn chỉ là phái người trấn thủ tử hải, mà chưa tiến hành thăm dò. Nghe được thập điện diêm đế nói, mọi người tâm tình lúc này mới hơi chút có chút hòa hoãn xác định qua nhiều năm như vậy thập điện diêm đế bọn họ cũng không có lợi dụng tử hải lòng giam được chỗ tốt gì u minh đại đế lúc này không khỏi cau mày mắt nhìn minh tàng đại đế đúng như thập điện diêm đế chỗ nói bọn họ tứ cực đại đế biết cũng chỉ là kiến thức nửa vời chỉ là một vài tin đồn nhưng minh tàng đại đế chỗ nói lại cùng tử hải lai lịch giống nhau như đúc này minh tàng đại đế lại biết nhiều như vậy bí ẩn trước đây vậy mà không biết gia hỏa này lại có như vậy kiến giải ta hiểu mà lúc này minh tàng đại đế bỗng nhiên giật mình tỉnh lại ta hiểu u minh huynh tại sao có thể theo tử hải trong yên ổn đi ra tử linh trường hà lại tại sao lại xuất hiện dị động khi mang theo u minh huynh trở lại minh giới cường giả chính là đến từ dương gian mà tử hải kia ngã xuống thần đế cũng là dương gian cường giả nhất định là mang u minh huynh trở lại minh giới kia dương gian cường giả lấy được tử hải kia thần đế công nhận lấy được khắc một ít truyền thừa lúc này mới có thể yên ổn rời khỏi tử hải. Còn Tử Linh Trường Hà dị động, năm đó kia thần đế cường giả chính là đi nhầm vào Tử Linh Trường Hà mà bị Minh thần đại nhân giết chết, hắn lực lượng đối Tử Linh Trường Hà khí tức tất nhiên tràn ngập địch ý, sở dĩ cứu ra Ô Minh huynh Dương Giang người. Đi vào Tử Linh Trường Hà sau, hắn nhận được thần đế truyền thừa vô cùng có khả năng cùng Tử Linh Trường Hà lực lượng xảy ra mâu thuẫn, đưa tới Tử Linh Trường Hà vận chuyển xảy ra vấn đề. Hắn vừa dứt lời. Ầm ầm. Mọi người đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một đạo ù ù tiếng sấm, liền thấy vô biên chân trời lên một đạo mơ hồ trường hà hư ảnh nổi lên, kịch liệt sôi trào. Lúc này, ở chân trời Tử Linh Trường Hà mơ hồ rung động, tản mát ra từng đạo kinh người khí tức, tại Minh giới đưa tới thật lớn dị tượng. Như thế cảnh tượng, theo từ trước đến chưa thấy qua. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Minh giới rất nhiều quỷ tu đều bị kinh động chấn động nhìn đỉnh đầu tử linh trường hà thấp thỏm trong lòng tử linh trường hà cuối cùng xảy ra cái gì đây chính là hán minh giới mẫu thân hà một khi xảy ra sự cố hậu quả khó mà lường được dưới con mắt mọi người tử linh trường hà tại hơi hơi sao động một lát sau rất nhanh liền bình tĩnh trở lại dị động tiêu tán hiện lên thiên địa tử linh trường hà lần thứ hai chậm rãi ẩn vào hư không biến mất chỉ là lúc trước một màn kia cũng đã thật sâu điêu khắc ở trong lòng mọi người, thật lâu không cách nào tán đi. Thấy mọi người kinh hãi thần sắc, Minh Tàng Đại Đế ánh mắt lóe lên, vẻ mặt chợt nhất biến, vội la lên, không được, tử linh trường hà dĩ nhiên xuất hiện trước đó chưa từng có dị động, lần này phiền toái, nhìn lại tử linh trường hà vận chuyển lọc vào phá hoại, so tưởng tượng còn muốn phiền toái. Hắn vội vàng nhìn về phía U Minh Đại Đế, U Minh Huynh, người này là người mang đến minh giới, ngươi có thể hay không thông tri người này mau rời đi tử linh trường hà hắn lần này đi tới minh giới kỳ ngộ có cũng nhận được tử hải kia thần đế truyền thừa vẫn là nhanh chóng rời khỏi minh giới không cần thiết đợi nữa tại tử linh trường hà trong tiếp tục tìm kiếm cơ duyên chứ minh tàng đại đế thần sắc nôn nóng lo lắng gấp gáp nhìn u minh đại đế mọi người nghe vậy lúc này mới ào ào bừng tỉnh nguyên lai minh tàng đại đế gấp gáp như vậy chạy tới là vì để u minh đại đế thông tri kia dương gian người rời khỏi thế nhưng như vậy sao được nghĩ đến minh tàng đại đế lúc trước nói tới không ít minh giới đại đế ánh mắt lóe lên đôi mắt chỗ sâu đều lặng yên bộc lộ ra ngoài vẻ tham lam nếu minh tàng đại đế chỗ nói là thật như vậy xông vào tử linh trường hà dương gian cường giả trên thân chẳng phải là có một vị dương gian thần đế truyền thừa khí đây chính là một vị thần đế truyền thừa à nghĩ vậy không ít minh giới đại đế trong lòng đều là lửa nóng liếc nhìn nhau đôi mắt chỗ sâu đều hiện lên một tham lam nhưng rất nhanh nhưng đều lại biến mất lặng yên ẩn giấu đi mặc dù đối phương lấy được là dương gian thần đế truyền thừa nhưng này đẳng cấp bậc cường giả trong lực lượng tới một mức độ nào đó có thể chung đối với bọn họ những này minh giới đại đế mà nói một cái thần đế truyền thừa không thể nghi ngờ là tối động tâm bảo vật một trong cần biết minh giới từ thời đại viễn cổ sau cũng sẽ chưa từng sinh ra mới thần đế, mạnh nhất tứ cực đại đế, cũng bất quá là hậu kỳ đại đế đỉnh phong mà thôi. Nếu thật có thể lấy được một cái thần đế truyền thừa, mặc kệ đối phương là dương gian vẫn là minh giới, nói không chừng thì có khả năng để cho bọn chúng đạp phá đại đế chói buộc, dò xét đến một ít trở thành thần đế cơ duyên. Đến khi đó, cái gì tứ cực đại đế? Minh giới nói không chừng sẽ đi vào một cái hoàn toàn mới kỷ nguyên. Nghĩ tới đây, không ít đại đế trong lòng nóng như lửa hận không thể trực tiếp thẳng hướng tử linh trường hà đi thấy mọi người biểu tình minh tàng đại đế khóe miệng vẽ lên một ít nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười chốc lát vội vàng nhìn về phía u minh đại đế u minh đại đế người này đã dẫn ngươi hồi minh giới cùng ngươi nhốt hệ tất nhiên không giống bình thường ngươi nếu liên hệ đối phương để rời khỏi minh giới chắc hẳn người này cũng sẽ không cự tuyệt hôm nay ta minh giới qua năm đó sau trận chiến ấy tuy là khôi phục không ít sinh cơ nhưng dù sao còn chưa từng trở lại thời kỳ toàn thịnh không qua nỗi càng nhiều lăn qua lăn lại nghe nói như thế mọi người sắc mặt hơi đổi một chút ngũ nhạc minh đế ánh mắt lóe lên tức khắc cười lạnh nói u minh đại đế nghĩ không ra minh tàn đại đế lại nói dẫn ngươi trở về là một cái dương gian người bất quá chuyện này chuyện trọng đại coi như như vậy cũng không có thể quan rõ ràng người cũng thâm biên nhất tộc cấu kết hiềm nghi hừ, chân chính cấu kết thâm nguyên tộc nhân là ngươi đi. U Minh Đại Đế cười nhạt, lúc này ngũ nhạc Minh Đế lại vẫn muốn vu oan bản thân, hắn cười nhạo một tiếng nói, ngũ nhạc Minh Đế ngươi nếu là có can đảm nói, liền mang ta cùng đi ngươi tự bạo hồn nhạc sơn chỗ, nhìn một chút hồn nhạc sơn bộ phận đến có cái gì. Ngươi dám không? Nghe vậy, ngũ nhạc Minh Đế vẻ mặt tức khắc nhất biến, hồn nhạc sơn bộ phận có cái gì? Hắn tự nhiên nữa quá là rõ ràng, đồ chơi này tại sao có thể bạo lộ ra. Lúc này hắn cũng đã triệt để khẳng định, diệt sát Diêm Ma Đại Đế, vu oan bản thân, phá hoại bản thân thâm viên thông đạo chính là U Minh Đại Đế. Chỉ là hắn không thể tin, U Minh Đại Đế đến cùng làm thế nào đến, thì như thế nào để uyên ma tộc nhân như vậy oán hận bản thân, đối với mình thật lớn xuất thủ. Diệt Linh nhất mạch, Hắc Quyên nhất mạch. Nghĩ đến thâm viên tộc nhân giết ra đến thời gian sau nói, Ngũ Nhạc Minh Đế trong lòng hiện ra tới một cái khả năng, không khỏi mảnh kinh, chẳng lẽ này U Minh Đại Đế cũng cấu kết thâm viên nhất tộc, hơn nữa còn là thâm viên nhất tộc hắc viên nhất mạch. Đúng. Nghĩ vậy, toàn bộ kết quả tại ngũ Nhạc Minh Đế trong lòng nháy mắt xỏ sâu, khó trách ban đầu ở vĩnh kiếp nghiệt hải, ta sẽ cảm nhận đến thâm viên nhất tộc khí tức, Thái Dương Minh Nữ có ta một luồng phân thân, cũng xê được hết vậy vô thanh vô tức. Nếu U Minh Đại Đế cũng cấu kết thâm viên nhất tộc, toàn bộ giải thích liền giải thích rõ. Chỉ là, nếu U Minh Đại Đế cấu kết thâm nguyên tộc nhân, Minh Tàng Đại Đế lại tại sao lại nói mang U Minh Đại Đế trở về là một cái dương gian cường giả? Căn cứ tình báo, năm đó U Minh Đại Đế xác định cũng đã ngã xuống, coi như còn sống cũng chỉ là một đạo tàn hồn, không có khả năng cấu kết với thâm nguyên tộc nhân, chẳng lẽ nói U Minh Đại Đế mặc dù có thể cùng thâm tuyên nhất tộc cấu kết với, là bởi vì vũ trụ hải dương gian cường giả toàn bộ toàn bộ, tại ngũ nhạc minh đế trong lòng nháy mắt nối liền thành một đường, để cho hắn ánh mắt nháy mắt sáng lên. Cứ U Minh Đại Đế là dương gian người, mà U Minh Đại Đế mặc dù có thể cùng thâm viên tộc nhân cấu kết với, cũng là bởi vì dương gian người, nói cách khác chỉ cần tìm được dương gian người, thì có khả năng đem U Minh Đại Đế triệt để đánh vào thâm viên, cũng không còn cách nào giải thích. Huống chỉ, dương gian trên thân người còn có tử hải tên kia thần đế, truyền thừa nghĩ vậy, ngũ nhạc minh đế thẳng quay đầu nhìn về phía minh tàng đại đố, minh tàng người xác định mang về u minh đại đế người hiện nay đang tử linh trường hà, đương nhiên xác định minh tàng đại đế gật đầu, ta từng cùng người nọ giao thủ qua, hắn khí tức ta sẽ không nhận sai, kia tốt, ngũ nhạc minh đế nhìn về phía thập điện diêm đế cùng mọi người tại đây, chư vị, ta và u minh đại đế trong cuối cùng ai câu kết thâm viên tộc nhân chỉ dựa vào biện luận căn bản sẽ không có kết quả gì. Đã Minh Tàng Đại Đế nói mang U Minh Đại Đế Hồi Dương Giang Cường Giả ở ngay tại Tử Linh Trường Hà, vậy bọn ta không bằng sẽ đi ngay bây giờ Tử Linh Trường Hà, chỉ cần tìm được đối phương, tất cả mọi thứ dĩ nhiên là rõ ràng sở nhiên, đến lúc đó ai mới là cấu kết thâm nguyên nhất tộc kẻ phản bội, đã. Rõ, thế nào? Ngũ Nhạc Minh Đế Đại Nhân nói không sai, ngược lại biện luận không ra kết quả vậy liền đi tử linh trường hà tìm tòi kết quả, chỉ cần tìm được dương gian người, ai là kẻ phản bội mọi người dĩ nhiên là đều biết. Hắc viêm đại đế cũng vội vàng nói, huống chỉ hiện tại khẩn yếu nhất cũng là không thể để cho tử linh trường hà ngoài ý, bằng không toàn bộ mình giới đều muốn rơi vào nguy nan, chư vị cảm thấy thế nào. Thập điện diêm đế, ngũ nhạc minh đế cùng Hắc viêm đại đế nói có lý, việc cấp bách là không thể để tử linh trường hà ngoài ý. Một cái dương gian người, vạn nhất để tử linh trường hà xuất hiện biến cố chúng ta thế nào hướng minh giới tất cả sinh linh đại giáo thạch hoang đại đế nhóm cường giả lúc này tại trong hư không hiển hiện cũng vội vàng nói thấy u minh đại đế không nói lời nào ngũ nhạc minh đế cười lạnh nói u minh ngươi chẳng nói câu nào là sợ mình tấu kết thâm viên nhất tộc âm mưu bại lộ sao u minh đại đế ánh mắt lóe lên cao mày mắt nhìn tử linh trường hà hắn có thể khẳng định tần trần bây giờ đang ở tử linh trường hà trong nếu minh giới nhiều như vậy đại đế nếu cùng nhau đi tới tử linh trường hà một khi bắt được tần trần đưa tới bên cạnh hắn ma lệ thái âm minh nữ đám người bại lộ vậy hắn chính là nhảy vào tử linh trường hà đều không tẩy sạch nhưng nếu hiện tại cự tuyệt u minh đại đế mắt nhìn nóng lòng muốn thử mọi người những gia hỏa này ý nghĩ trong lòng hắn lại sao lại một điểm chẳng biết thần đế truyền thừa hừ đám phế vật này cũng phải có bản lĩnh kế thừa mới được u minh đại nhân đáp ứng bọn hắn thì như thế nào dùng trần thiếu thủ đoạn cũng là những gia hỏa này có thể đối phó lúc này vạn cốt minh tổ thanh âm tại u minh đại đế bên tai vang vọng mang theo tự tin u minh đại đế trong lòng hơi động biết mình không đáp ứng nữa sợ là sẽ làm cho nhiều người tức giận lúc này cười lạnh nói ngũ nhạc ngươi là bảo trụ hồn nhạc sơn bí mật ngược lại ra một hảo thủ đoạn bất quá bản tọa đáp ứng ngươi thì như thế nào bản tọa đi thẳng làm chính đi thì đi thập điện ngươi cảm thấy thế nào ngũ nhạc minh đế nhìn về phía thập điện diêm đế thập điện diêm đế mắt nhìn ngũ nhạc minh đế lại mắt nhìn u minh đại đế cười lạnh nói được vậy liền trước giải quyết tử linh trường hà phiền toái trở lại tìm ra sát hại diêm ma đại đế hung phạm bản tọa cũng không tin dưới con mắt mọi người các ngươi còn có thể ẩn giấu tới khi nào Uhm. giọng nói rơi xuống, thập điện diêm đế trực tiếp phóng lên cao, kèm theo thân hình hắn khẽ động, từng nhóm một cường giả cũng là ào ào phóng lên cao, trực tiếp lướt về phía tử linh trường hà chỗ. Chư vị, coi chừng ngũ nhạc minh đế cùng u minh đại đế, đừng để cho bọn họ ra cái gì yêu thiêu thân. Tại bay lượng quá trình trong, thập điện diêm đế phân phó mở miệng, tức khắc một đám đại đế ào ào tán đi, đem ngũ nhạc minh đế cùng u minh đại đế tụ tập ở chính giữa ánh mắt mang theo lạnh lùng cùng cảnh giác. Hai người bọn họ đây là làm sao? Minh Tàng Đại đế thấy thế, không khỏi kinh ngạc thăm dò. Minh Tàng Đại đế ngươi có chỗ không biết. Lúc này có đại đế tiến hành giải thích. Nghe vậy, Minh Tàng Đại đế trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, cái gì? Hai vị này câu kết thâm viên nhất tộc, chuyện này. Minh Tàng Đại đế bị tin tức hung hăng kinh hãi ở, vội vàng cũng ở trong đám người cảnh giác canh gác hai người mà ở bên giới tất cả đại đế chạy tới tử linh trường hà lúc. Tử linh quốc độ. Tần trần cải tạo cũng đã tiên vào hồi cuối. ầm, uhm. Cuồn cuộn hỗn độn khí tức theo tần trần trong thân thể lan tràn ra, trước mặt tử linh quốc độ bên trong sông núi biến hóa, vạn vật khôi phục, tức khắc tạo thành một cái kinh người tràn diện. Thiên địa trong hồng thủy cuồn cuộn, tựa như long trời lở đất một dạng, giống như vũ trụ mở ra, hồng mông sơ sinh, cực đồ sộ. Cùng lúc đó, Tần Trần tại đây tử linh quốc độ chỗ sâu lại cảm thụ được khí tức quen thuộc. Đây là Tần Trần Kinh Hải cảm nhận hướng tử linh quốc độ chỗ sâu, ở đó tử linh quốc độ bên trong, hắn lại là cảm thụ được một ít có chút khí tức quen thuộc. Chỉ bất quá sợi khí tức cực mơ hồ, trong khoảng thời gian ngắn Tần Trần không cách nào triệt để dò xét rõ ràng. Hiện tại Tần Trần đang ở đối trước mắt này thế giới cải tạo trong, tự nhiên không rảnh thăm dò quá nhiều, chỉ có thể đem nghi hoặc đè ở trong lòng, tiếp tục đắm chìm trong cải tạo trong. Ung ung. Tần trần bên cạnh, Ninh một Giao bọn người chấn động nhìn bốn phía toàn bộ, rất nhiều sơn xuyên đại hà phùng vinh dâng lên, trên mặt đất, hỗn độn khí tức trong, mơ hồ có từng căn chồi rút ra, kinh trập đến, vạn vật khôi phục, dường như có linh tính động vật đang bay vọt, cái loại cảm giác này, tựa như một cái hoàn toàn mới thế giới đang sinh ra một dạng. Trước mặt thiên địa trong, có từng đạo hỗn độn khí tức đang lưu chuyển, đó tự hồ là sinh mệnh khí tức, đang hoang hô tại nhảy nhót. Đây chính là trời đất mở ra, thế giới sinh ra sao? Diễn hóa hoàn toàn mới thế giới, đây chính là dương gian cái gọi là tương lai sao? Rất nhiều tử linh đều yên lặng nhìn trước mắt toàn bộ, chẳng biết lúc nào, bọn họ khóe mắt không ngờ ngấn đầy nước mắt. Tương lai. Đây là một cái bao nhiêu xa lạ từ? là bọn họ những này tử linh cả đời đều không thể sở hữu đồ. Bọn họ đều là tử linh trường hà sinh ra tử linh, không cách nào chuyển kiếp, căn bản không có tương lai, cả đời tại đây tử linh trường hà trong sinh tồn, mãi đến có một ngày hóa thành tử linh khí tức tiêu tán, trên thế giới này triệt để biến mất, nhưng lúc này, bọn họ lại cảm thụ được tương lai khí tức, sinh mệnh khí tức. Vì sao? Rất nhiều tử linh yên lặng rơi lệ, tại sao phải muốn bọn họ cảm thụ đến dạng nào khí tức? Ô ô ô! Giờ khắc này, Diễm Lệ nữ tử cùng tử linh, lại là cực kỳ bi a, à, khóc lớn lên, bất kể là nhỏ yếu tử linh, vẫn là cường đại tử linh, đều tại đây thúc thích khóc, lệ rơi đầy mặt. Ta bạn có thể nhịn chịu hắc ám, nếu như ta chưa từng thấy qua ánh sáng. Vì sao, tại sao phải muốn chúng ta thấy tốt đẹp như vậy một màn? Ninh Mộc Giao nhìn những thứ kia cực kỳ bi ai khóc trống tử linh, ánh mắt trong cũng bộc lộ ra ngoài vẻ đau thương, nhưng nàng lại không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn tầng Trần, nhìn cải tạo cái này tử lĩnh quốc độ tầng Trần, đôi mắt chỗ sâu dường như làm ra quyết định gì. Cách đó không xa, ma lệ mấy người cũng đang nhìn một màn này, nội tâm chấn động. Diễn hóa sinh mệnh, mở ra thế giới, loại thủ đoạn này. Ma lệ khóe miệng toát ra vẻ khổ sở tuy là hắn hôm nay đã đại đế cảnh giới thậm chí cách trung kỳ đại đế cũng cách chỉ một bước tại tu vi lên vượt xa tầng trần thế nhưng tại loại thủ đoạn này lên hắn là làm sao cũng không thể cùng tầng trần so sánh tiểu tử này thế nhưng sơ thủy vũ trụ thừa nhận người dung hợp qua sơ thủy vũ trụ bản nguyên thấy qua trời đất mở ra cảm ngộ qua thế giới sinh ra sở dĩ mới có thể làm được điểm này diễn hóa hỗn độn khí tức cải tạo một thế giới nếu như là ta Ma lệ không nhịn được lắc đầu. Nếu như là hắn tới cải tạo thế giới này, sợ là chẳng những không cách nào để cho cái này Tử Linh Quốc độ biến phải hoàn mỹ hơn, ngược lại sẽ để này Tử Linh Quốc độ rơi vào hắc ám cùng hủy diệt trong. Hắn và Tần Trần, một là người sáng tạo, người sáng lập, một cái cũng là hủy diệt người, phá hoại người, căn bản vô pháp đối nhau nói so sánh nhau. Hai đời chính là hai đời, có bối cảnh chính là bối cảnh mặc kệ ta người bình thường này cố gắng như thế nào, có ít thứ hắn nhất định là trời sinh, là ta người bình thường này thế nào đều vô pháp đạt đến cùng siêu việt. ma lệ ngẩng đầu, khóe mắt hơi hơi ngấn lệ cuồn cuộn, lẩm bẩm nói, ta cả đời nỗ lực, cũng bất quá là mang đến cùng tần trần tiểu tử này cùng thám hiểm chém giết mà thôi, thật đáng buồn. như vậy phấn đấu, thì có ý nghĩa gì chứ? ta ma lệ thật sự là quá thảm. mẹ, tiểu tử ngươi thả cái gì rắm thí? quả thực hôi. Đúng lúc này, một đạo tiếng mắng chửi bỗng nhiên tại ma lệ bên tai vang lên, đưa hắn theo cảm khái trong giật mình tỉnh lại. Ma lệ sắc mặt khó coi nhìn la hầu ma tổ, ngươi cái tên này lại nói gì sai? Ta nói lung tung. La hầu ma tổ xem thường nhìn ma lệ, tiện nhân chính là khác người, còn cái gì như vậy phấn đấu có ý nghĩa gì, ta nghe quả thực muốn ói, ngươi có thể hay không đừng như vậy vẽ nho nhã, ta chịu không được. Ma lệ tức giận nói, chẳng lẽ ta nói sai sao? La hầu ma tổ xem thường nhìn ma lệ nói, tiểu tử kia là hai đòi không sai, ngươi cái tên này chẳng lẽ thì không phải là hai đời. La hầu ma tổ hừ lạnh nói, ngươi không phải hai đời trên thân thâm nguyên chỉ lực lấy ở đâu. Không có này thâm nguyên chỉ lực, ngươi có thể tại đây mình giới xuôi gió xuôi nước. Ngươi có thể tu vi siêu việt tầng trẫn kia gia hỏa. Ma lệ ngơ ngẩn. Thế nào, nói không ra lời la hầu ma tổ hùng hùng hổ hổ nói lão tử xem như là thấy rõ cả ngày nói mình không có bối cảnh thật từng cái bối cảnh đều rất thâm hậu dáng vẻ này ta là thật không có bối cảnh chỉ có thể lưu lại tại ngươi cái tên này trong cơ thể không lý tưởng cũng quá đặc biệt thảm ô ô ô nói đến đây la hầu ma tổ lại là gào khóc lên nghĩ tới ta la hầu năm đó cũng là sơ thủy vũ trụ ba nghìn hỗn độn thần ma một trong hơn nữa còn là hỗn độn thần ma trong nổi bật hiện tại lại là hỗn thê thảm như thế một cái kết quả, ta cũng quá đáng thương. Lão Thiên đối với ta như vậy vị vong nhân, vì sao không công bình như vậy, ô ô ô. Nhìn ở đó gào khóc la hầu ma tổ, ma lệ mặt sạm lại, ngươi có thể hay không đừng gào. Ngươi xem một chút ngươi, đây tột cùng cái thế đạo gì a à? ô ô ô, đối với ta người đáng thương này, ngươi chẳng lẽ còn không cho phép ta gọi vài tiếng sao? Nghe nói thế gian ăn tết giết lớn thời điểm, còn cho phép lớn gào thét vài tiếng đây. La hầu ma tổ tức giận nói. Ma lệ sạm mặt lại, nào có người như vậy cầm lớn ví dụ bản thân. Hắn mắt nhìn la hầu ma tổ, cao mày nói, được, đừng gào, bất kể như thế nào ngươi đã đủ may mắn, ngươi ngẫm lại xem, năm đó sơ thủy vũ trụ nhiều như vậy hỗn độn thần ma, hôm nay đều chết thất thất bát bát, đến bây giờ còn còn sống có mấy cái. Ngươi có thể còn sống cũng không tệ. Gì? đúng a à. la hầu ma tổ ngơ ngẩn tức khắc dừng lại tiếng khóc vừa nói như vậy bản tổ giống như cũng rất may mắn ô ô ô vậy ngươi còn gào cái gì ma lệ cau mày không biết vì sao bản tổ chính là muốn khóc la hầu ma tổ nức nở nói thấy trước mặt cảnh tượng bản tổ nhớ năm đó những lão huynh đệ kia nơi này quả thực năm đó sơ thủy vũ trụ mở ra thời điểm giống nhau như đúc người nói không có ý định người nghe có lòng, nghe vậy, ma lệ trong lòng bỗng dưng cả kinh. Hắn thẳng ngẩng đầu, nhìn về phía trước biến hóa tử linh quốc độ, mày nhăn lại, la hầu, người lúc trước nói đúng này hết sức quen thuộc, không phải là bởi vì, này chứ. La hầu ma tổ tức khắc ngơ ngẩn, không khỏi dừng lại tiếng khóc. Tốt, tốt như là. Hắn do dự nói. Là ở tầng trần cải tạo trước, hay là tại tầng trần cải tạo sau? Ma lệ cau mày cải tạo trước, đối ta nghĩ tới, khó trách ta sẽ cảm thấy quen thuộc như vậy, trước đó trong bố cục, cùng năm đó sơ thủy vũ trụ mở ra thời điểm giống nhau như đúc, năm đó hỗn độn mở ra, thiên địa sơ sinh, bản tổ theo trong hỗn độn sinh ra, nhìn thấy đầu tiên nhìn thiên địa, chính là lúc trước tử linh quốc độ bộ dáng, chính là ít một chút tức giận. La hầu ma tổ kinh hải trợn to hai mắt. Ma lệ như có điều suy nghĩ, mắt nhìn ninh một dao, cao mày nói, Ngươi nói tần trần tiểu tử kia cải tạo này tử linh quốc độ cho ngươi cảm thấy quen thuộc, bình thường, bởi vì tần trần tiểu tử kia lấy được sơ thủy vũ trụ công nhận, dung hợp qua sơ thủy vũ trụ bản nguyên. Nhưng này một cái tử linh trường hà trong gia hỏa tạo ra quốc độ cư nhiên cùng sơ thủy vũ trụ mở ra cực tương tự, ngươi không cảm thấy cổ quái sao? Ý ngươi là Cái này gọi là ninh một giao tử linh là một thiên tài. La hầu ma tổ cao mày ma lệ không nói gì mắt nhìn la hầu ma tổ gia hỏa này lão niên si ngốc chứ hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa ninh một dao lẩm bẩm nói gia hóa này đến lai lịch gì ầm uhm. mà lúc này tầng trần cải tạo cũng cuối cùng triệt để hoàn thành trong sát na thiên địa hỗn độn lưu chuyển tràn đầy một bộ sinh cơ bộ dáng khắp nơi đều thấy tràn ngập tân sinh khí tức rất nhiều tử linh thán phục nhìn bốn phía nội tâm chấn động nguyên bản tử khí trầm lặng tử linh quốc độ lúc này lại cho bọn họ một loại tương lai vô hạn ánh sáng cảm giác để mỗi tử linh trong lòng ấm áp loại cảm giác này theo bọn chúng sinh ra đến hiện tại vẫn là lần đầu tiên xuất hiện ninh cô nương may mắn không có nhục sứ mệnh nếu như cải tạo không tốt mong rằng cô nương bao dung tần trần thu lại trong cơ thể khí tức cười nhìn về phía ninh một dao ninh một dao một đôi đôi mắt đẹp kích động nhìn bốn phía lộ ra vẻ chấn động tiếp đó đối tần trần cảm kích nói tần công tử chuyện này người cải tạo thật sự là quá tốt nguyên lai like đây mới là dương gian cảm giác ta trước đây luôn cảm thấy nơi này thiếu chút gì tuy nhiên lại làm sao cũng không phát hiện được đến ít cái gì hiện tại cuối cùng hoàng mỹ đa tạ tần công tử ninh một giao đối tần trần thi lễ một cái vui vẻ nói chính là loại cảm giác này có lẽ chỉ có chân chính dương gian người mới có thể đem biến hóa ra đi tần trần khẽ mỉm cười nói một cái nhấc tay mà thôi. Ninh một dao quay đầu, trong suốt mắt to nhìn thẳng tần trần sông đồng nói, tần công tử, một dao hiện tại mới thật tin tưởng ngươi tới ta tử linh trường hà cũng không có ác ý, đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nói ninh một dao lúc này ở phía trước bay đi lên. Tần trần lúc này theo sau, ma lệ mấy người cũng vội vàng đuổi theo. Bốn phía cảnh tượng biến ảo, ninh một dao mang theo tần trần cấp tốc xâm nhập tử linh quốc độ bên trong, liên tục xâm nhập, bốn phía tử linh khí tức dần dần biến phải bộc phát nồng nặc tần trần cao mày ninh cô nương ngươi đây là mang ta đi ninh một giao nhìn tần trần tần công tử thật ta biết minh tàn đại đế mưu đồ ta tử linh quốc độ đến cùng cái gì tần trần hỏi ninh một giao lẩm bẩm nói là ta tử linh quốc độ hạch tâm cũng là ta tử linh quốc độ có thể ở này tử linh trường hà trong chỗ đứng căn bản tại ninh một giao dưới sự hướng dẫn Tần Trần một nhóm cấp tốc đi tới tử linh quốc độ chỗ sâu nhất, phía trước, một cái không phân biệt thiên địa đột nhiên hiện ra ở trước mặt mọi người. Đây là hoàn toàn mơ hồ vặn vẹo hư không thiên địa, hư không ngoại vi khắp nơi đều thấy từng đạo khí tức đáng sợ lướt qua, chỗ đi qua hư không vỡ ra, tạo thành từng đạo khủng bố vết nứt. Mà ở hư không chỗ sâu, lại là đen kịt một màu thiên địa. Video đến đây là hết nếu bạn thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.